Chào Pep. Vâng, chào anh. Hôm nay là một trận đấu tuyệt vời đấy. Erling Haaland đã đạt hat-trick thứ 22 ở tuổi 24. Liệu cậu ấy có phải là trung phong hoàn hảo nhất hay không? Trung phong hoàn hảo nhất tôi từng thấy đó là Lionel Messi. Tôi chưa bao giờ thấy một ai hoàn hảo như cậu ấy. Đó là một trích dẫn nhỏ trong đoạn phỏng vấn sau trận đấu giữa Man City và Ipswich Town. Chẳng biết Messi hồi ấy làm gì mà Pep đến tận ngày nay, ông thầy người Tây Ban Nha vẫn cứ say đắm mãi không thôi. Thế các bạn có thắc mắc vì sao giữa hàng hà những tiền đạo đẳng cấp qua tay Pep nhưng ông chỉ ngưỡng mộ mỗi Messi hay thậm chí còn gạt bỏ mọi cái tôi để đưa M10 lên hàng vĩ nhân hay không? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu tường tận mọi việc nhé. Nhưng trước đó anh em đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh nếu thấy video này hay. Các em cũng có thể truy cập vào trang web 5go để theo dõi các trận đấu của các câu lạc bộ hàng đầu lục địa già trong mùa giải mới. Cái cây cũng phải có gốc rễ mới đến ngọn. Đầu tiên phải nói đến vì sao Pep lại cuồng Messi đến thế. Nhìn vào năm mà Pep Guardiola bố trí M10 nơi vị trí trung phong, nhưng trong vai trò số 9 nào, người ta mới cảm nhận thế nào là một cân tất cả. Chấp cả Ronaldo, Benzema, Lewandowski hay thậm chí là Dortmund, Chelsea về tổng số bàn thắng năm đó. Một mình M10 với 91 pha lập công vượt trên tất cả những ôm lớn. Con số ấy đủ để người hâm mộ thấy được sự khủng khiếp mà một cá nhân có thể làm được. Cho đến nay, nhiều người vẫn chưa thể tin vào mắt mình khi làm thế nào mà một gã vừa lùn năm ấy lại còn to mập phát tướng lại đặt cả châu Âu xuống chân thế kia. 85 bàn thắng cho Barcelona, thêm 12 bàn thắng nữa cho đội tuyển quốc gia Argentina. Tất cả đều được thực hiện tại những đấu trường khốc liệt nhất của bóng đá thế giới như 59 bàn tại La Liga, 5 bàn tại Copa del Rey, 13 bàn tại Champions League, 2 bàn tại siêu cúp Tây Ban Nha. Không như vậy, năm 2012, trong màu áo Barcelona thì Messi chỉ bỏ lỡ đúng 4 trận đấu, tham dự tổng cộng 63 trận đấu chính thức trên tất cả mọi mặt trận. Điều chứng tỏ sự bền bỉ và dẻo dai đến khó tin của siêu sao người Argentina. Nếu tính cả những trận đấu giao hữu thì trong năm 2012, Lionel Messi đã ghi tới 102 bàn thắng. Một cú máy săn bàn khủng khiếp mà sân cỏ châu Âu chưa từng chứng kiến. Với khối lượng bàn thắng khổng lồ đạt được năm ấy, Messi cũng chinh phục thành công hàng loạt các danh hiệu ghi bàn cao quý nhất như Pichichi 2011-2012 50 bàn, chiếc giày vàng châu Âu, vua phá lưới Champions League cùng việc xô đổ một loạt các kỷ lục ghi bàn vĩ đại. Đến cả khi gần khép lại triều đại huy hoàng mà Pep dẫn dắt, mọi đối thủ vẫn chưa thôi khiếp đảm về cái tên Messi. Nhớ lại những huyền thoại tại Chelsea, voi rừng Didier Drogba đã chia sẻ rằng: "Thời điểm ấy, chúng tôi bước vào phòng thay đồ và được huấn luyện viên chỉ dẫn cho xem thành tích của những tiền đạo hàng đầu. Từng con số hiện lên, mười mấy bàn, 20 cho đến ngưỡng gần 30 bàn. Nhưng nhìn xem cái gã tên Messi đó là ai mà có được tận tới 50 bàn thắng cơ chứ?" Vâng, có thể thấy Messi không chỉ là hiện tượng, anh là một vĩ nhân thực sự của bóng đá trong vai trò trung phong. Từ đẹp mắt cho đến hiệu quả, những gì mà El Pulga mang đến thực sự là một sự hủy diệt cho mọi hàng thủ. Từ năm 2012 cho đến nay đã tròn 12 năm. Thế những bức hình Messi đi mua kem tại một cửa hàng sau khi khép lại trận đấu với Valladolid vẫn là một điều quá đỗi phi thực tế. Một chân sút không phải bước ra từ truyện tranh mà chỉ có thể trong tựa game PlayStation chứ chẳng thể nào ảo diệu đến như thế được. Tính riêng tại chu kỳ M10 thi đấu ở vị trí số 9 nào, chưa từng có một cái tên nào có thể ngang với anh trong mọi danh hiệu cá nhân. Từ Ballon d'Or cho đến chiếc giày vàng châu Âu, đến cả một mẫu trung phong to cao, đa năng như Zlatan Ibrahimovic cũng phải khăn khói rời đi. Trong cuốn tự truyện của mình, tiền đạo người Thụy Điển ngậm ngùi chia sẻ rằng bản thân anh đã hạ cái tôi xuống để tiến gần đến cặp Pep. Anh muốn nói rõ ràng rằng lý do tại sao anh không được thi đấu. Nhưng gã đầu trọc ấy cứ lẩn tránh anh và bỏ đi nơi khác, hết lần này tới lần khác. Và có lẽ trong sự nghiệp cầm quân của mình, khả năng dụng binh và quản trị con người vô cùng tốt của chiến lược gia người Tây Ban Nha, ông chưa từng rơi vào trường hợp như thế. Ông rất muốn sử dụng Zlatan, nhưng Messi lại quá xuất sắc. Chẳng lẽ ông lại nói: "Này, Zlatan, nhìn Messi mà học hỏi đi." Đó không khác gì việc bạn sỉ nhục những cầu thủ trong đội và xa hơn là những nhân tố có thể đến trong tương lai. Chẳng ai lại đi bảo rằng M10 là boss ở đây cả. Ông cũng chỉ biết ngậm ngùi để Zlatan ra đi mà thôi. Và khi mà những cuộc tranh luận vẫn còn, người ta cũng cảm thấy e ngại nếu để Erling Haaland xứng tầm với Messi. Tiền đạo người Na Uy có thể kiến tạo như M10 hay không? Có đóng góp vào lối chơi chung hay không? Có thực sự đa năng khi gặp thế trận bế tắc hay không? Và dĩ nhiên thì Erling Haaland cũng chỉ là trung phong cổ điển. Nhưng cái giờ của anh là M10 quá vĩ đại, anh chẳng có lỗi gì cả. Và nhiều cầu thủ đẳng cấp hiện nay thì cũng thế. Ở thời đại của Messi, năm anh 25 tuổi, anh sở hữu 4 danh hiệu quả bóng vàng. Thứ mà Erling Haaland hay là Mbappe đến giờ vẫn đang mơ tưởng. Thậm chí một cựu tiền đạo như là Michael Owen cũng không cho rằng thành tích và những màn trình diễn của Erling Haaland thuộc tầm top thế giới. Thời của tôi, rất nhiều chân sút cừ khôi và cực kỳ tài năng. Còn giờ đây, nếu bạn có thể chạy xa hơn những người khác một chút và chuyền bóng từ A đến B thì bạn có thể có một sự nghiệp vững chắc tại Premier League rồi. Nếu thi đấu vào thời này, tôi tin mình sẽ ghi bàn ngang bằng với tất cả các tiền đạo hàng đầu. Tôi hoàn toàn tin vào điều đó. Bạn hãy nhìn vào một vài cầu thủ trong thế hệ của tôi xem.
Ví dụ như là Ronaldo de Lima và tự hỏi là Erling Haaland có thực sự giỏi hơn anh ấy hay không? Hoặc Thierry Henry chẳng hạn. Tôi quý Erling Haaland, nhưng liệu bạn có thể nói rằng nếu để Henry hoặc Ronaldo vào đội hình Man City lúc này, họ sẽ không thể ghi bàn với hiệu suất tương tự? Tất nhiên là họ làm được. Cũng chẳng biết nói thế nào về những cầu thủ xuất sắc hàng siêu sao sau thời của Ronaldo và Messi cả. Họ thực sự rất xuất sắc, nhưng so với cái tầm của hai ông kẹ đi trước thì vẫn chưa là gì cả. Hạ thấp tiêu chuẩn đánh giá vốn không phải những gì mà fan bóng đá hướng đến. Có chăng những gì mà người hâm mộ muốn nói chỉ là Messi và Ronaldo đã quá vĩ đại rồi. Chúng ta luôn nhớ mãi về sự nghiệp đỉnh cao của họ và vô tình bỏ quên đi thực tại. Dù cho từng nói cần đến cả 1.000 năm nữa mới có một siêu sao như Messi, nhưng chúng ta vẫn chưa thể chấp nhận được. Đó có lẽ cũng là những gì mà Pep Guardiola trải qua vào lúc này. Ông cầm sa bàn không biết bao nhiêu trận, nắm trong tay hàng tá các siêu sao, có thể mang về bất cứ cái tên nào. Nhưng trong lòng ông thì chỉ có Messi là vua thực sự thôi. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng đáp rằng Messi là số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 và số 10. Messi là tất cả những tinh hoa của một cầu thủ. Các fan nghe xong câu này thì cũng chỉ biết thốt lên: cuồng tín đến thế thì chịu rồi. Dĩ nhiên thì sẽ chẳng có bất cứ một lời giải thích nào cho việc Pep Guardiola mê Messi đến vậy. Vì nó giống như cách bạn luôn nhớ về Cruyff sẽ chẳng thể nào hiểu nổi qua logic đâu. Theo nhiều chuyên gia từng nhận định, Pep là người Tây Ban Nha, ông dẫn dắt Barcelona nên yêu quý câu lạc bộ này hơn tất thảy. Vô tình thay, triều đại hoàng kim nhất của ông được khởi xướng bởi cầu thủ vĩ đại như Messi, mà chính El Pulgar là sản phẩm cây nhà lá vườn mang thương hiệu La Masia. Vậy nên theo lý trí ta có thể hiểu như thế. Còn về tình thì khỏi cần phải bàn cãi, M10 vĩ đại đến thế thì ai không yêu quý cho được cơ chứ. Vậy nên tổng quát lại câu chuyện, thực sự thì Erling Haaland cũng rất là tài năng. Đặc biệt hơn khi cầu thủ này đã phát triển khả năng điều khiển trái bóng và xoay sở, bằng chứng là bàn thắng vào lưới của Chelsea ngay vòng đấu khai màn. Dẫu vậy thì Erling Haaland cũng chỉ là cái tên trong mắt Pep. Ông luôn có một idol và đó là Messi. Chẳng ai có lỗi cả. Lỗi tại M10 quá vĩ đại mà thôi.